Nam em bị đào lại clip cũ hậu ồn ào dựng chuyện mất tích, lộ rõ dấu hiệu bất ổn qua một câu nói. Sau lùm xùm liên quan đến chồng sắp cưới, những ngày qua nam em dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi. Thế nhưng phát ngôn mới nhất của cô lại lần nữa khiến công chúng phải suy nghĩ. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai hơn tuổi, cả nam em và nữ kia đều nhận về không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, việc cặp đôi liên tục có những động thái lạ trên mạng xã hội sau đó cũng nhận được sự quan tâm không kém. Và giờ trước, sau loạt động thái gây khó hiểu, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 bất ngờ đăng đàn cập nhật tình hình hiện tại. Theo đó, người đẹp gốc Tiền Giang chia sẻ khoảnh khắc ngồi tĩnh tâm với dòng trạng thái "Hãy cứu lấy nước mắt của bạn". Với hình ảnh cũng như phát ngôn mới nhất, có thể thấy cô nàng đang dành thời gian để nghỉ ngơi sau những thị phi. Ngoài ra, chia sẻ cứu lấy nước mắt của nam em cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đã khóc rất nhiều trước làn sóng phản ứng từ dư luận. Hiện sau những ồn ào liên quan đến quá khứ, bạn trai Hoa Khôi 9X cũng đã khóa trang cá nhân. Nam em và doanh nhân hơn 14 tuổi vừa công khai chuyện tình cảm với khán giả cách đây chưa lâu. Trong buổi trò chuyện với truyền thông, cả hai tiết lộ đã lên kế hoạch chuyện cưới xin. Cụ thể, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới vào giữa tháng 1 năm 2024, lễ đính hôn sẽ được diễn ra vào tháng 4 cùng năm. Đối với quá khứ của nửa kia, nam em chia sẻ, lúc đầu tôi thích hào quang của bạn trai, nhưng nếu không có quá khứ, tôi sẽ không thích, không yêu và không xác định đi đến hôn nhân. Với tôi, ai mà nói câu, làm vợ anh đi, là tôi xách dép bỏ chạy liền. Tôi nghe câu đó, tôi sợ lắm. Riêng anh Cường thì lại cho tôi niềm tin, sống chết có nhau. Nam em còn cho biết thêm, với tôi, một người đàn ông trải qua quá khứ không đẹp hay không sống trong nhung lụa thì họ sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ hiện tại hơn. Tôi cũng là một người trải qua những hoàn cảnh tương tự và chúng tôi hiểu, đồng cảm được nỗi đau của nhau. Giữa bão dư luận, một đoạn clip nhiều năm trước của nam em bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong đoạn clip, người đẹp Tiền Giang đang biểu diễn ca khúc tiếng Anh Shirai Miss Up tại một chương trình. Trong tiết mục này, Hoa Khôi sinh năm 1996 khiến nhiều người trầm trồ về phong thái trình diễn vô cùng nghiêm túc, rất khác biệt so với hiện tại. Đây có lẽ là lần hiếm hoi cô nàng xuất hiện trước khán giả với hình ảnh điềm đạm và chuyên tâm biểu diễn. Giọng hát ở thời điểm ấy, nam em vẫn cho thấy chất giọng trong trẻo, cảm xúc. Ca khúc tiếng Anh với giai điệu du dương, bay bổng như một lợi thế giúp người đẹp phô diễn giọng hát của mình. Tại phần bình luận bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho màn biểu diễn của nam em. Đa số các ý kiến đều bày tỏ tình cảm dành cho cô nàng ở thời điểm này. Thậm chí có người còn đòi trả lại nam em ngày xưa đây. Những ngày qua, nam em là cái tên được khán giả quan tâm sau khi công khai chồng sắp cưới lớn hơn cô 14 tuổi. Tuy nhiên, trong màn ra mắt, ồn ào đã liên tiếp đến với Hoa Khôi khiến cô phải ẩn toàn bộ thông tin, hình ảnh về người đàn ông của mình. Về việc ẩn hết thông tin, hình ảnh chồng sắp cưới, nam em cho hay, tôi với bà chị đi lên rừng hít miếng không khí, vô rừng mất sống. Trước khi đi, tôi thấy tôi công khai mọi người dập quá dập thì tôi gỡ xuống, coi như bài học, sau này không có vậy nữa. Còn ông bạn tôi đang bị cuốn theo câu chuyện drama này quá nên không giữ được bình tĩnh. Có gì làm mọi người phiền lòng, mong mọi người bỏ qua, xin cảm ơn.